Cái mà giọng nhỏ nhẹ, giọng thổ thổ giống chị Việt Hương cũng được. Tim anh đập bịch bịch rồi nè, thôi đeo lẹ đi. Nó nói là không có được, mình không có hợp nhau. Hợp mà, trời ơi. Hợp đi. Thì mình thấy hơi tội nghiệp lắm em, bởi vì nó em diễn trong chương trình này, em hơi bị khom khom nha. Hả? Ai mà cứ thấp hơn em là nam em diễn khom hết. Để ra nam em phải nên diễn với Thuận. Đẹp con đẹp, tin em đi, đẹp lắm. Vậy là sao? Cô yêu tôi hay cô yêu cái giống của tôi? Trời ơi, tôi nói thiệt, có bao nhiêu người yêu tôi, họ làm rất nhiều điều lãng mạn cho tôi. Em có làm được không? Chưa đủ, cái đô tôi cao lắm, làm cái gì đó mà tôi cảm thấy mà tôi phải yếu lòng á. Trời, nhiều hoa vàng mà hái ra bông màu nhiều quá ha. Đồng ý với em đi. Tôi xem đây như một trò cười. Tính à? Má nè con. Chỉ có một trên đời, con kiếm đâu ra người đàn bà lùng lùng với má có giọng thổ với má. Nam em nó được quá rồi, con lấy nó đi tính. Vậy là mẹ kêu phải không? Cái giọng này không có kiếm ra được đâu tính. Em nói thử cái giọng giống mẹ tôi đi. Làm sao mà có? Oh no. Em làm thử, em làm được, tôi chịu em liền. Má đã chết lâu rồi, má hiện hồn về má nói vậy thôi. Má đi nha. Ôi, tôi đã thấp rồi, ông còn cắm đầu xuống nhìn cái vậy? Tôi đi tìm người thân tới chưa? Tôi nè, người thân đây nè, Hương đây nè, Dũng. Trời ơi, Vy, lúc nào hẹn tôi cũng tới trước tôi, có sao hôm nay Hương tới trước tôi vậy? Hai đứa mình cũng gần 70 rồi, đâu còn thời gian để trễ nữa. Gia tộc bên ông đồng ý chưa? Tôi nghĩ là đồng ý rồi đó, tại vì cũng đi hết mớ rồi. Gia đình bên tôi là chết sạch rồi, nằm im re hết rồi. Vậy hả? Bây giờ mình làm cái mà sau khi mình học đại học mình chờ tới ngày hôm nay đi ông. Thôi bà ơi. Sao? Lâu thiệt là lâu rồi mà. Từ lúc đi đại học không tới bây giờ 30 mấy, từ 40 năm mới gặp lại nhau. Làm lẹ đi, mình không còn thời gian. Có chuẩn bị cái gì không, chiếc nhẫn ngày xưa đâu? Chiếc nhẫn hả? Chiếc nhẫn không có. Có bông gì không? À, bông. Đây nè ông ơi, ở đây là ở công viên hái tạm bó bông đi ăn. Sẵn công hai để mua nhẫn hả? Không? Có ai mua nhẫn dạo không? Nhẫn cầu hôn đây có ai mua không à? Trời ơi, sắp tới giờ mà vẫn không ai mua. Dạ, thưa hai bác. Hai bác có mua nhẫn không ạ? Bác không có mua. Nhẫn đi. Sao ạ? Nhẫn này bao nhiêu ký con? Con nhẫn đáng tiếc mà, đây là nhẫn bà nội cô để lại đó. Bà nội bao nhiêu tuổi? Là bà nội con mất rồi. Mà lúc mất nhiều nhớ không? Là vừa đeo nhẫn là mất luôn á, thì con mới cầm ra đây bán nè. Thôi, chúc gia đình vui, con đi bán tiếp đây. Nhẫn đây, nhẫn đây. Cái lời thằng nhỏ đó nói là thiệt nè bà ơi. Sao chiếc nhẫn có chữ nè? Chữ gì vậy? Bà nội tôi chết rồi. Làm lại cái màn cầu hôn năm đó nha. Sau khi gia đình cấm cản, từ lúc học đại học xong tới bây giờ gần 40 năm. Đúng rồi. Tôi sẽ chờ giây phút này. Tôi cũng chờ mà. Lúc đó tôi quỳ xuống. Trời ơi. Tôi đưa cành bông lên, nhìn thẳng vào mắt Hương. Tôi chưa kịp nói cái gì mà nhận bông luôn ha. Chưa hả? Tại vì nó hôm quá không còn thời gian đâu, 70 mấy rồi. Dẫn đi Hương. Anh Dũng. Theo như sai của chiếc nhẫn này, Dũng nghĩ Hương nên đeo móng chân cái đi. Nhẫn người tai bà nội đã bự quá. Vừa luôn Dũng ơi, cuối cùng tôi với ông cũng có ngày này. Đúng rồi. Cưới xong là mình phải có cái khúc động lên. Sao nói cái từ gì vậy? Thì dĩ nhiên mình từng tuổi này rồi, thì dĩ nhiên mình phải động quan rồi. Vậy bà, vậy thôi.
Động phòng. Động phòng. Chứ đâu có cái chuyện động quán. Mấy cái thằng nhà hoàng này nó rảnh quá. Nó may á. Ngồi đây ông. Còn được không? Được. Trời ơi, ngày xưa tôi đỡ cái bắp tay ông. Ngon lành lắm mà sao giờ. Sao giờ sụm bại vậy? Ông có tiểu đường không? Bà nói tầm bậy tầm bạ đi. Nhà cửa tôi dù gì cũng có điều kiện, có mắt thì vô toilet chứ đi ngoài đường chứ. Thôi nghe nè, bây giờ già có tuổi rồi, thời gian không có còn bao lâu. Tôi đã chờ ông trên 40 năm rồi, chưa bao giờ có một người nào đeo nhẫn hay nắm tay tôi. Và tôi cũng chờ đợi một nụ hôn của người yêu mình. Hôn tôi đi. Hôn tôi đi. Cũng ngồi trên này dưới. Cái mỏ nó dãnh ngược 2.5 mét như vậy, ta nhào vô ta cạp liền đi. Xin lỗi. Thời gian không còn lâu nữa đâu. Rồi. Ừ. Mà nói nghe nè, đám ma đó, ông thích già kèo thấy hay là chàng chỗ. Sao mà chị không làm cái mỏ dài dữ vậy ta? Ừ, tôi đi. Bây giờ mình làm thiệt đàng hoàng làm nha. Làm thiệt, tôi thấy nè, chứ nó đàng hoàng nè. Dũng ơi. Dũng ơi. Dũng ơi. Cuối cùng rồi, mình cũng đến với nhau. Dễ thương quá à. Bỏ ra. Ông có tiền hả? Làm cái gì? Ông mướn cái thằng quỷ làm nhạc đeo làm cái gì? Ai mướn là xin đi đeo một, nó kêu cho đi bấm đi được khỏi trả tiền cho nó. Làm lại nè, cho con cháu mình thấy mình có cái đám cưới đàng hoàng nè. Sau khi cầu hôn hai đứa mình sẽ phải làm đám cưới, không có làm đám ma. Được, ai nói cái gì hoài vậy? Rồi, rồi. Hôn đi. Cuối cùng rồi, mình cũng có ngày này. Đúng rồi. Trời đó. Đúng không ạ? Dũng yêu Lộc đúng không? Trời đất ơi. Dũng yêu em đúng không? Yêu em đi, yêu em rồi từ từ cũng có Lộc mà. Dễ thương quá à. Ủa có thể vương đời. Để cho mọi người thấy màn cầu hôn đỉnh cao của chúng ta. Trời quá nóng nực. Như các bạn à, các bạn có tin vào một tình yêu đích thực không? Tôi đã tin và tình yêu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Phi. Ờ, hả gì? Nguyễn Thị Phi. Đồ đáng ghét. Tại sao lại đến trễ như vậy chứ? À, tại vì đó anh, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Thị Phi à? Anh kêu một kêu tên, hai kêu em, đừng kêu Thị Phi, tội em. Dạ. Phi à, em có biết không, anh đã hỏi ba mẹ rồi. Và ba mẹ đã đồng ý cho hai đứa mình cưới nhau. Em hạnh phúc lắm đúng không? Anh cưới em? Phải. Dễ ăn quá nhở. Ủa chuyện cưới em phải qua hỏi ba mẹ em chứ, tự nhiên anh hỏi ba mẹ anh làm gì? Không, anh hỏi ba mẹ anh xong rồi sau đó anh sẽ hỏi ba mẹ em. Nhưng em không chấp nhận một lời nói như vậy. Em thấy bạn bè của mình á, ai cũng có một cái buổi cầu hôn á, lãng mạn, rồi rực rỡ, rồi nhiều người biết, người ta ngưỡng mộ. Chẳng lẽ em chỉ có thể hẹn ra công viên rồi nói ba tôi ở, nói chuyện với ba mẹ em rồi cưới nghe? Đâu được, đâu được. Anh biết mà, em muốn có một cái gì đó để cho mọi người nhìn vào cái tình yêu trong sáng của mình, để người ta tin cái tình yêu của mình. Bình tĩnh. Anh à. Tóc em. Anh làm em sợ. Em có biết không, khi mà anh nói yêu em á, ai cũng chửi anh ngu hết. Em nghĩ... cũng có chửi. Thôi vậy hả? Nhưng anh nghĩ đó là quyết định thông minh nhất của anh. Hãy tưởng tượng đi, có một cô vợ như thế này thì ai mà dám giành với anh. Anh có biết không, thương anh, em thắp đèn trời, cầu cho ba mẹ sống đời với em. Phải đủ công đâu anh cậu. Không, anh đang rối anh, cầu hôn bị rối anh. Bài này em đọc kỹ rồi. Thương anh em thắp đèn trời, cầu cho anh sẽ lựa lời cầu hôn. Câu này mới đúng nè. Đúng, phải như vậy chứ. Anh biết là người yêu của anh thích những cái gì mà lấp lánh, thích những cái gì mà tỏa sáng. Cho nên là anh đã chuẩn bị hết rồi. Em đã chuẩn bị. Em nhìn đi. Nhìn đi.
chiếc đèn đó là sao vậy? Là anh. Là anh làm cho em á hả? Đúng vậy. Trời quá trời luôn kìa. Anh đã chuẩn bị 18 chiếc đèn lồng để bay lên trời, tượng trưng cho 18 năm thanh xuân của em. Trời ơi, 18 chiếc đèn lồng lánh lánh trên bầu trời. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Ủa chiếc đó chiếc máy bay mà anh. Em đếm lộn rồi. Nằm bên đây nè. Trời, cái đó là tháp truyền hình, nó lấp lánh đó. Em tưởng là đèn của em. Trời, ủa nhưng mà đâu phải điều em muốn. Em muốn sao nữa? Ủa, điều em muốn là cái ngày cầu hôn với cái điều anh làm cho em tất cả mọi người phải biết, chứ không phải là chỉ một mình em biết. Một mình em biết thì có gì để nói. Em ơi, nhưng mà đèn trời bay khắp trời rồi, em muốn gì nữa? Em không cần biết, em muốn mọi người phải biết. Em muốn những chiếc đèn đó mọi người phải biết. Mọi người phải biết là nó dành cho em. Trời ơi, những chiếc đèn trời bay. Ủa, ok, chiếc đèn trời bay đẹp chưa? Rồi còn tấp vào chung cư cũ nữa. Rồi, chung cư đó cháy đừng nói với em là anh cũng làm nha. Anh dành điều bất ngờ đó cho em đó hả? Không, anh cháy chung cư. Anh cháy đây. Em ơi, anh cháy rồi. Tốt rồi. Chuyện gì mà tốt? Khi mà chung cư cái nó cháy đó, người ta sẽ biết tình cảm của anh dành cho em. Trong đó anh có ghi tên em, số điện thoại của em nữa. Em muốn mọi người biết tới, nhưng mà không phải theo cách này. Em cầu hai anh, chúng tôi bên lực lượng 114, chúng tôi vừa mới thấy một cái lồng đèn rớt xuống, trên đó có ghi tên của anh. Dạ đây là chị hả? Dạ chị. Dạ tôi xin lỗi anh, tại cái nét của anh á. Dạ tôi xin lỗi anh, nhưng mà tôi mời anh về cơ quan để hợp tác điều tra sau khi anh đốt cái chung cư. Ủa, anh đâu phải cái này, đâu phải là cái này muốn anh. Không sao đâu. Mọi người sẽ biết tới em. Anh ơi, anh. Mọi người sẽ biết tới em. Ủa, anh ơi. Tình cảm của mình. Ủa, tình yêu của chị vậy chứ. Không sao đâu. Anh ơi. Tiếp chiêu đi, chờ chi. 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.